dương cánh lên. Chạp luôn, bù lại luôn. Mã số 39 cho các bạn nhé. Chân trái đeo cái vòng ri. Đấy, báo cáo các bác là mã số 39 tách giá lên đồng cho các bác nhìn nhá. Con này thì bộ to tợn chim. Đấy. Ôi, rất là hàng. Con này mắt đỏ mắt vàng. Móng không lỗi gì nhá, bộ siêu to luôn. Hơi tí là dang cánh như đại bàng luôn này. Anh em tìm thấy con chim mà nhìn cái mắt của nó mà có lúc vàng lúc đỏ, con chim rất là hiếm luôn. Đấy, em đang quay trận này là cuối của cái trận Hàn Quốc với Ghana. Hàn Quốc lại vừa bị dẫn 3-2 rồi. Đấy, tối ngày 28 tháng 11. Đấy, con này em quay hình hài tướng tá mẫu mã riêng ở cái đoạn clip này để cho các bác xem. Đấy, bộ con này là rất là to luôn nhá anh em nhá, bộ cực kỳ to luôn. Đấy, anh em nhìn anh em kết luôn, mặt mũi như thế nào, màu mỡ như nào, lông cườm như thế nào, khuy mỏ như nào, quay rất là rõ nhá. Đấy, để xây dựng một cái kênh